Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 dương lịch năm 2007. Chúng ta đang ở tu viện Bát Nhã Bảo Lộc. Tôi xin trở về với cái bài tập thở vào. Tôi ý thức toàn thân. Thở ra, tôi buông thư toàn thân. Và khi mình làm được như vậy thì mình ngồi yên được. Và mình ngồi có hạnh phúc, có pháp lạc. Mình ngồi trên tòa sen, chứ mình không có ngồi trên đống lửa. Bây giờ quý vị biết, quý vị tự hỏi là mình đang ngồi trên tòa sen hay đang ngồi trên đống lửa. Tự hỏi mình đi. Nếu mà mình ngồi thoải mái, mình không có nghĩ tới quá khứ, tương lai, mình cảm thấy hạnh phúc trong khi đang ngồi, tức là quý vị đang ngồi trên đống sen đó. Còn nếu quý vị ngồi mà bồn chồn, mà nói không biết bao giờ cho cái bài thuyết pháp này nó xong để mình đi ra ngoài, thì cái đó là đang ngồi trên đống lửa. Thì giữa hai cái quý vị cứ chọn đi. Một là một đống lửa, hai là cái bông sen. Phải ngồi yên như Đức Thế Tôn. Mình tự nhận là đệ tử của Ngài thì mình phải học theo cái cách của Ngài, cách sống của Ngài. Ở đâu Đức Thế Tôn cũng ngồi yên hạnh phúc như là ngồi trên một đóa sen. Muốn thực tập thành công cái bài tập này, cái bài này gọi là bài tập thứ 3 trong Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh Quán Niệm Hơi Thở là kinh mà Đức Thế Tôn dạy về cách thở ra thở vào. Có 16 bài thực tập. Mà cái bài buông thư toàn thân là bài thứ 3. Muốn thành công cái bài thứ 3 thì phải thực tập bài thứ nhất. Bài thứ nhất cũng dễ lắm. Thở vào, tôi biết rằng đây là hơi thở vào. Thở ra, tôi biết đây là hơi thở ra. Vào. Ra. Cái bài đó là nhận diện hơi thở vào. Nhận diện hơi thở ra. Giống như một người đứng gác cổng, thấy một người quen đi vô thì biết rằng đây là người quen. Thấy một người lạ đi vô thì biết đây là một người lạ. Thì cái bài tập thứ nhất nó cũng như vậy đó. Khi mình thở vô thì mình biết đây là hơi thở vô. Khi mình biết mình thở ra thì mình biết đây là hơi thở ra. Đó là nhận diện hơi thở vào và nhận diện hơi thở ra. Và khi mà mình để cái tâm để nhận diện hơi thở vào, hơi thở ra thì mình không có nghĩ tới chuyện quá khứ nữa, mình không có nghĩ chuyện tương lai nữa, mình không có nghĩ tới những cái dự án nữa, tại vì cái tâm của mình đang làm cái chuyện nhận diện. Và tự nhiên mình được thoát ly cái quá khứ, mình được thoát ly cái tương lai, mình trở về với giây phút hiện tại. Tại vì giây phút hiện tại có cái gì đang xảy ra, cái gì đang xảy ra đó là tôi đang thở vào, là tôi đang thở ra. Bài tập thứ nhất là vào ra. Bài tập thứ hai nó cũng dễ. Và bài tập thứ nhất, bài tập thứ hai nó giúp cho mình thành công ở cái bài tập thứ ba. Bài tập thứ hai là tôi đang thở vào và tôi theo dõi hơi thở vào từ đầu cho tới cuối. Cái tâm của tôi nó bám sát cái hơi thở vào từ đầu tới cuối. Tôi đang thở ra và tôi theo dõi hơi thở ra từ đầu tới cuối. Ví dụ, chỗ này là đầu của hơi thở vào,
chỗ này là cuối của hơi thở vào, chỗ này là cái tâm của tôi, cái ngón tay là tâm. Thì bắt đầu thở vào, cái tâm tôi nó bám sát hơi thở vào, vào, hết vào, ra, bám sát hơi thở ra. Thì trong khi cái tâm nó bám sát hơi thở vào và bám sát hơi thở ra, thì tâm không có còn đi lung tung nữa. Tâm không có bỏ còn tưởng nhớ tới quá khứ, tâm không còn mơ tưởng hay là lo lắng về tương lai. Tâm trở về với giây phút hiện tại, tâm đồng nhất với hơi thở vào, đồng nhất với hơi thở ra. Chứ đừng có thực tập như thế này, tôi đang thở vào và chờ hồi nãy mình quên, không biết là mình để cái túi của mình chỗ nào rồi, thì là hỏng rồi. Tức là mình không có bám sát hơi thở vào, mình bám được chút xíu rồi mình bay bổng lên như là máy bay nó cất cánh. Vào thì phải từ đầu cho tới chót mình bám sát hơi thở vào, và khi thở ra thì hoàn toàn bám sát theo dõi hơi thở ra, đừng để cho cái tâm nó lọt ra cái thế giới của sự suy nghĩ, lo lắng, buồn phiền. Thì trong khi mà mình thực tập như vậy, mình bắt đầu có định, mình chú tâm vào một cái thôi. Định có nghĩa là chú tâm vào một cái thôi, mà cái mà mình muốn chú tâm đây là cái hơi thở vào và hơi thở ra. Thì có thể là trong những cái giây phút đầu quý vị thấy hơi lúng túng, hơi khó, nhưng mà cứ tập vài dòng hồ đi rồi sẽ thấy mình làm được. Cũng như là quý vị tập đánh tennis vậy đó, lần đầu tiên cầm cái vợt với cái banh đánh nó trật lất hết á, nhưng mà một giờ đồng hồ sau sẽ khá hơn. Thì cái thực tập hai cái hơi thở này nó cũng như vậy đó. Ngày hôm nay làm cho được. Bài tập thứ hai, tôi đang thở vào và tôi theo sát hơi thở vào từ đầu cho tới cuối. Tôi đang thở ra và tôi theo dõi hơi thở ra của tôi từ đầu cho tới cuối. Thì tự nhiên cái tâm nó định vào cái hơi thở. Rồi đến cái bài thứ ba, tôi thở vào và tôi ý thức được toàn thân. Tôi thở ra và tôi buông thư toàn thân. Tôi cho phép cái thân thể tôi nó buông thư, nó không căng thẳng nữa. Tại sao phải căng thẳng, làm gì vậy? Có một lần tôi đi Ấn Độ và có một ông bạn, ông có tổ chức cái chuyến đi cho tôi. Để có bữa đó tôi với ông ngồi trong chiếc xe bus. Tôi ngồi bên cửa sổ, ông ngồi bên tay phải. Tôi nhìn ra cửa sổ thấy phong cảnh Ấn Độ, có những cây thốt nốt, có những mái đền rất là đẹp. Và tôi đang thực tập thở vào, thở ra để thưởng thức, để tiếp xúc với cảnh đẹp Ấn Độ. Tôi đang đi Hoằng Pháp ở Ấn Độ và tôi dạy cho các Phật tử Ấn Độ trong phong trào, trong giáo hội Ambedka. Thì khi tôi trở vô thì tôi thấy ông bạn trưởng ban tổ chức, ông rất là căng thẳng, ông đang gồng, ông đang suy nghĩ, ông đang lo lắng. Tôi thấy rất là tội nghiệp, mình rất là thoải mái, mình đang tiếp xúc với cảnh đẹp, mình đang hạnh phúc. Tôi không có suy nghĩ về chà mình phải giảng bài gì hả, mình phải giảng bao lâu hả, đề tài gì. Tôi không có suy nghĩ, tôi không có phóng tâm về tương lai. Tôi an trú trong hiện tại, tôi tiếp xúc được với là những cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Mà trong hiện tại có hơi thở này, trong hiện tại có những cây thốt nốt, có những cái mái đình, có những cái ngôi đình, có trời xanh, mặt trời ở bên Ấn Độ lên rất là đẹp, mặt trời ở bên Ấn Độ nó xuống cũng rất là đẹp. Đức Thế Tôn ngày xưa đã ngắm cảnh mặt trời lặn rất nhiều lần, và tôi cũng muốn dùng cái con mắt Đức Thế Tôn để ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc. Tôi rất là hạnh phúc,
Nhưng mà tôi xoay ra thì thấy ông bạn trưởng ban tổ chức, ông căng thẳng vô cùng. Tôi mình vỗ vai tôi nói, này bác, bác buông thư đi. Có phải là bác đang lo lắng làm sao cho chuyến đi của tôi được hạnh phúc? Tôi đang hạnh phúc đây, đừng lo lắng nữa. Thở ra thở vào đi, dựa vào thành ghế đi, mỉm cười đi. Ông nói ok. Rồi ông dựa ra, ông thở. Ông ráng làm theo lời tôi. Thì tôi quay ra, tôi nhìn phong cảnh. Vài phút sau tôi quay trở lui, thì ông căng thẳng trở lại. Ông có thể buông thư được một vài giây, 3 giây. Nhưng mà ông đã có cái thói quen, cái tập khí là căng thẳng rồi. Thật ra ông phải thực tập mới buông thư được. Thì quý vị cũng vậy đó. Quý vị biết buông thư là rất là tốt. Buông thư rất là hay. Nó giúp cho mình chống cự lại những cái chứng bệnh. Nhưng mà đâu muốn là làm được liền. Phải tập từ từ. Cho nên trong 4 cái tư thế của thân đi, mình buông thư cũng được. Hồi nãy quý vị đi thiền hành với tôi, quý vị thấy tôi đi rất là buông thư phải không? Rất là buông thư. Mỗi bước đều có hạnh phúc, mỗi bước đều buông thư hết. Có nhiều vị ráng chụp được cái hình. Và tới khóa tu nói là mình không được chụp hình với thầy thì hơi uổng. Cho nên không có chịu thực tập đi từng bước thẳng thấy buông thư. Mà cứ lo chụp cái hình thôi thì nó rất là uổng. Và đây không phải là vấn đề lý thuyết. Tôi cũng vậy. Các thầy, các sư cô đây cũng vậy. Ngày nào chúng tôi cũng thực tập đi rất là thoải mái, rất là buông thư. Mỗi bước nó theo, đi theo hơi thở. Mỗi bước phải có an lạc, phải có thảnh thơi. Mà người nào đi không có an lạc thảnh thơi là mình thấy liền. Dù người đó mặc áo nâu, dù người đó mặc áo vàng khè, cũng vậy thôi. Thì các vị cư sĩ có nhiều vị giỏi lắm. Họ đã thực tập nhiều tháng, nhiều năm. Và có những người cư sĩ đi rất là thảnh thơi, đi rất là an lạc. Đó là tư thế đi. Còn tư thế ngồi, thì bây giờ tôi ngồi, tuy là tôi thuyết pháp, nhưng mà tôi đâu có lo lắng gì đâu. Tôi rất là thảnh thơi. Các bắp thịt ở trên mặt tôi nó buông thư, các bắp thịt ở trên vai tôi nó cũng buông thư. Tôi ngồi rất là thoải mái. Thì xin quý vị cũng ngồi như vậy. Và khi mình ngồi thiền á, mình không có tìm kiếm một cái gì trong tương lai đâu. Trước hết là mình phải ngồi cho buông thư, phải ngồi cho yên, phải ngồi cho có hạnh phúc. Ở trong gia đình Phật tử nó có cái bài hát kính mến thầy đó. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Cuống lên, không biết làm gì hết. Đợi thầy 3-4 năm thầy về, bây giờ cuống lên, bối rối không biết làm gì hết. Hay nhất á là ngồi với thầy, ngồi yên với thầy. Tại vì được ngồi yên với thầy, với các bạn tu là một hạnh phúc rất là lớn. Cho nên tôi mới muốn đổi cái câu ở trong bài hát. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con quyết lòng ngồi đây, khỏi làm gì hết. Ngồi với thầy là hạnh phúc rồi. Trong kho tàng văn chương Phật giáo nó có cái danh từ gọi là tòa xuân phong. Tòa là ngồi, xuân phong tức là gió mùa xuân. Và tôi dịch là ngồi giữa gió xuân. Thì cái ý là khi mà huynh đệ được ngồi với nhau trong cái không khí của đạo pháp,
của chánh pháp. Khi mà thầy trò được ngồi chung với nhau trong cái đạo tình, trong cái tình thầy trò thực tập chánh pháp, thì như vậy nó đem lại rất là nhiều hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó gọi là ngồi giữa gió xuân. Phải ngồi như thế nào để mình hưởng được cái gió mùa xuân. Có một lần sau khóa an cư 3 tháng, có 400-500 thầy tới thăm Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn nghe nói rằng các thầy an cư 3 tháng rất là tinh tiến, nhiều thầy đã chuyển hóa, thành ra Ngài vui lắm. Ngài mời hết tất cả các thầy vô ngồi chung với Ngài. Ngồi từ 8 giờ tối cho tới 11 giờ khuya, Ngài không nói gì hết. Mới thầy A Nan mới tới gần, đưa miệng vào nơi lỗ tai của Đức Thế Tôn nói: Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ gần khuya rồi, Ngài có dạy dỗ gì, Ngài có nói gì với các thầy thì Ngài nói đi. Đức Thế Tôn im lặng và Ngài tiếp tục ngồi. Ngồi tới 1 giờ khuya, thầy A Nan tới: Bạch Đức Thế Tôn, đã 1 giờ khuya rồi, Ngài muốn nói gì với các thầy thì Ngài nói đi. Đức Thế Tôn im lặng ngồi và ngồi cho tới 5 giờ sáng. Thì thầy A Nan nóng ruột, thầy tới thầy nói: Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ là sắp sáng rồi, Ngài có nói gì với các thầy thì Ngài nói đi. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nhìn qua Ngài A Nan, Ngài nói như thế này: Thầy A Nan, thầy muốn tôi nói cái gì bây giờ? Thầy trò được ngồi chung với nhau như vậy là hạnh phúc chán rồi, đâu cần nói gì nữa. Đó là cái chuyện ở trong kinh, không cần nói gì hết, cũng cần chụp hình nữa. Ngồi bên thầy là hạnh phúc rồi. Ngồi giữa gió xuân, gió xuân qua đó có đó, nhưng mà mình phải bị mình phải hướng cái gió xuân. Gió xuân tức là cái hạnh phúc, ngồi giữa gió xuân tức là hạnh phúc của người, của thầy trò, của huynh đệ, được ngồi chung trong cái không khí của đạo pháp, của giải thoát, của an lạc. Và trong khóa tu mình phải có gió xuân, mình phải ngồi trong gió xuân, mình phải đi trong gió xuân, và mình phải nằm trong gió xuân. Quý vị ngủ ở thiền đường hay là ngủ ở lều đều phải ngủ trong gió xuân hết, phải cảm thấy rằng mình đang được tu chung một khóa với thầy. Mình chờ mấy năm nay lận, 40 năm nay lận, bây giờ mới được tu chung với thầy. Thì tuy là thầy ở ngoài kia, nhưng mà thầy cũng đang ở Bát Nhã. Tuy là mình ở đây, nhưng mình cũng đang ở Bát Nhã. Thì nằm như vậy thở, mỉm cười, tức là quý vị được hưởng gió xuân. Đi, đứng, nằm, còn ngồi. Khi mà đứng cũng vậy, mình đứng cũng đứng trong gió xuân. Có cái ông đó, ông leo lên trên đồi rồi ông đứng. Ông đứng ở trên đồi. Rồi có một người đi lên trên đồi hỏi: ông đang làm gì đó? Ông đứng ở trên này để làm gì? Thì quý vị biết ông kia trả lời sao không? Tôi đâu làm gì đây đâu, tôi đứng đây vậy thôi, đứng chơi vậy thôi. Tôi đứng đây, tôi ngắm trăng, ngắm sao. Tôi hít những cái hơi thở, không khí rất là trong lành. Tôi đâu có làm gì đâu. Cũng vậy, ở trong khung viên của Bát Nhã, khi mình đi, mình có hạnh phúc. Mà khi mình ngồi, mình có hạnh phúc. Khi mình nằm, mình có hạnh phúc. Khi mình đứng, cũng có hạnh phúc. Đứng đó để làm gì? Không làm gì hết, đứng là hạnh phúc rồi. Bây giờ tôi xin nhắc lại ba cái bài thực tập quý vị nắm cho vững.
Bài thứ nhất, thở vào. Đây là hơi thở vào này. Đừng có lộn với hơi thở ra. Thở ra, đây là hơi thở ra. Tức là nhận diện hơi thở vào và hơi thở ra. Nó dễ ợt, con nít làm cũng được nữa. Thở vào, đây là hơi thở vào. Thở ra, đây là hơi thở ra. Làm một hồi rồi thì chuyển sang cái bài thứ hai. Thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào từ đầu cho tới cuối. Bám sát hơi thở vào, không có suy nghĩ chuyện gì khác. Thở ra, tôi theo dõi hơi thở ra từ đầu cho tới cuối. Và trong khi mình làm như vậy, mình có thể có nhiều hạnh phúc. Mình có thể thực tập như thế này, thở vào, khỏe quá. Thở ra, nhẹ quá, nhẹ nhàng. Tại vì khi mà mình theo sát cái hơi thở vào, thì hơi thở vào của mình nó càng ngày, nó càng sâu lắng xuống. Và khi mình theo sát cái hơi thở ra, thì hơi thở ra càng lúc càng lắng, lắng dịu xuống. Và cái phẩm chất của hơi thở nó được nâng cao. Ban đầu thì mình thở hổn hển, thở như vậy đó. Nhưng mà khi mà mình hạ thủ công phu, bắt đầu thực tập vào, ra, theo dõi hơi thở vào từ đầu tới cuối, theo dõi hơi thở ra từ đầu đến cuối, thì lúc đó là mình có định rồi. Và mình tập bài thứ ba rất là dễ. Thở vào, tôi ý thức được toàn thân. Thứ hai, thở ra, tôi buông thư toàn thân. Làm cho tất cả các cơ bắp ở trong cơ thể nó buông thư hết. Bây giờ chúng ta hãy thử thực tập với nhau 2 phút. Ngồi cho thoải mái. Ngồi trên tòa sen, chứ đừng có ngồi trên đống lửa. Ngồi cho thẳng, cái cuộc sống nó rất là thẳng. Cái đầu nó một hàng với cái cuộc sống. Buông thư, cái miệng hơi mỉm cười một chút. Tại vì trên mặt mình có khoảng 300 cơ bắp. Mà mỗi khi mình giận, mình lo thì nó căng thẳng. Nhưng mà mình mỉm cười được cái thì nó buông thư hết 300 cơ bắp một lần. Rất là hay, rất là mau. Và mình buông thư luôn ở trên vai, buông thư luôn ở đây. Có gì mà lo, cho phép cơ thể nó buông thư đi. Thở vào, tôi ý thức toàn thân. Thở ra, tôi buông thư toàn thân. Tôi ngồi với quý liệt vị, tôi rất là hạnh phúc. Không biết quý vị có hạnh phúc không? Khi mình gieo một hột bắp vào lòng đất á, và mình tưới, thì được chừng mấy ngày sau, hạt bắp nó nứt cái mầm, bắt đầu nó đi ra một cái lá, rồi cái lá thứ hai. Và mấy tuần sau thì mình có một cây bắp con. Thì khi cây bắp con nó biểu hiện ra, thì mình không có thấy hạt bắp nữa. Hột bắp mấy tuần trước mình gieo, mình không có thấy nó nữa. Rồi mình tưởng là hột bắp chết rồi, nhưng mà hột bắp đâu có chết. Hột bắp nó chỉ trở thành cây bắp. Và chúng ta thấy cái sự thật là cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Thì chúng ta cũng vậy. Cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta. Cha mẹ chúng ta là hạt bắp. Và chúng ta là cây bắp. Mai mốt cha mẹ của chúng ta sẽ già, sẽ tàn rụi. Nhưng mà không có nghĩa là cha mẹ chúng ta chết. Tại vì chúng ta là sự tiếp nối của cha mẹ. Cũng như là cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Nhìn cho kỹ cái cây bắp con á, thì mình thấy cái hạt bắp ở trong á. Thành ra con là sự tiếp nối của cha, con là sự tiếp nối của mẹ. Và nhìn bằng con mắt
của khoa học cũng như là của Phật học, thì mình thấy rằng trong mỗi tế bào của cơ thể đều có sự có mặt của cha, của mẹ, của tổ tiên hết. Khoa học cũng nói như vậy. Chúng ta có những cái nhiễm thể, những cái gene của cha, của mẹ ở trong từng tế bào cơ thể. Và chúng ta là sự tiếp nối của cha, của mẹ. Và khi chúng ta thở vào mà cảm thấy khỏe khoắn và an lạc đó, thì cha mẹ ở trong ta cũng cảm thấy thoải mái và an lạc. Chúng ta đừng có tưởng cha mẹ là chỉ ở ngoài cái hình hài này. Cha mẹ cũng có ở trong hình hài. Và có thể cha mẹ ở ngoài chưa thực tập, nhưng mà cha mẹ trong hình hài mình bắt đầu thực tập với mình. Mỗi khi chúng ta thở vào mà cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc. Mỗi khi chúng ta thở ra mà cảm thấy thoải mái, thì cha mẹ trong ta cũng cảm thấy an lạc. Con đang thở vào, con mời ba thở vào với con đi. Hai cha con thở vào. Con đang thở ra và cảm thấy rất thoải mái. Hai cha con làm chung nha, chứ không phải là một mình thôi. Tại vì cha có mặt trong mình, trong mỗi tế bào. Có thể là suốt đời của ba chưa có cơ hội thực tập. Bây giờ mình thực tập cho ba. Ba ơi, con mời ba thở vào với con. Thở vào, con thấy khỏe quá đi. Ba có thấy khỏe không? Con mời ba thở ra với con. Thở ra, con thấy nhẹ nhàng quá. Ba có thấy nhẹ nhàng như con không? Hai cha con được tập thở, vui quá đi. Má, con mời má thở vào với con. Thở vào, con thấy khỏe. Thở ra, con buông thư, con thấy nhẹ. Khỏe quá. Nhẹ quá. Thở vào, con thấy khỏe. Má có thấy khỏe như con không? Thở ra, con thấy nhẹ. Má có thấy nhẹ như con không? Tội nghiệp má suốt đời lo cho ba, lo cho tụi con. Không có cái cơ hội nào để nghỉ ngơi, để ngồi thở. Bây giờ con đang thực tập cho má. Con mời má thực tập với con. Má ơi, hai mẹ con mình thực tập thở vào và thực tập thở ra. Thở vào, nhận diện toàn thân. Thở ra, buông thư cho nó khỏe. Xin quý vị thực tập cho nghiêm chỉnh. Khóa tu là một cái cơ hội cho tất cả chúng ta. Chúng ta đã chờ đợi khóa tu từ lâu rồi. Chúng ta phải chấp hành cho nghiêm chỉnh. Ba cái bài tập này, xin quý vị hạ thủ công phu làm cho thành. Ngày mai mình mốt mà làm được á, thì lấy một miếng giấy nhỏ viết: thầy ơi, con làm được rồi. Ký tên bỏ vào trong cái chuông này này, để cho thầy mừng. Mà nếu mai chưa thành á, thì mốt thành cũng được. Mốt thành là, hoặc là bước kia cũng được, miễn là trong 4 ngày này làm cho được 3 cái bài tập này. Trong 4 cái tư thế: đi, đứng, nằm, ngồi, trở về với thân thể, cho phép thân thể nó thư giãn. Và muốn làm cho nó thành công thì
mình đừng có phí thời giờ vào cái chuyện nói chuyện. Cố nhiên là lâu quá gặp nhau ở tại Bắc Nhà thì ai cũng muốn hàn huyên nói chuyện, nhưng mà nếu mình nói chuyện thì đâu có thời giờ tu nữa. Chừng nào mình sẽ mở một khóa chỉ để nói chuyện thôi, khóa này mình tu cho đàng hoàng. Chừng nào mình mở một khóa nói chuyện cho đà, khóa này phải tu cho đàng hoàng, tại vì đây là cái khóa đầu. Mình thương thầy và mình thực tập, mình thương gia đình, mình thương cha mẹ, mình thương tổ tiên, mình thương Phật mà mình thực tập. Mình là những đứa con có hiểu, những đứa người đệ tử có hiểu. Xin quý vị chấp hành những cái quy tắc của khóa tu cho thật vững chãi. Phải thực tập im lặng hùng tráng, mỗi bước chân đi phải đi theo hơi thở, phải nhẹ nhàng, phải an lạc. Khi ngồi á thì hãy ngồi trên tòa sen, đừng có ngồi trên đống lửa. Mình phải chọn lửa. Nếu mình có những lo lắng sầu khổ, mình bước chân đi thì mình bước chân đi vào cõi ta bà. Nhưng mà nếu mình an lạc, mình có gió mùa xuân thì mình mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Thì quý vị chọn lấy trong hai cái, một là đi vào ta bà, hay là đi vào tịnh độ. Tôi á, thì bước chân nào tôi cũng đi vào tịnh độ hết. Tôi không có để bước nào lọt vào cõi ta bà hết. Tôi đã làm được chuyện đó, và có những đệ tử của tôi cũng làm được chuyện đó. Thành ra quý vị chọn lựa bước đi trong cõi tịnh độ hay bước đi trong cõi ta bà, là cái đó do quý vị chọn lựa. Nếu mà bước được trong tịnh độ rồi thì viết thơ cho thầy: thầy ơi, ngày hôm nay 80% những bước chân của con bước vào tịnh độ, chỉ có 20% bước lọt ra khỏi ta bà thôi, bước ra khỏi ta bà thôi. Cái đó cũng là khá rồi. Thầy ơi, ngày hôm qua con ngồi trên tòa sen cả ngày, con ngồi trên đống lửa. Đó là những cái tin rất là vui mừng, nên viết cho thầy, báo cáo cho thầy để thầy mừng. Để chúc quý vị một khóa tu rất là hạnh phúc, rất là an lạc.
xanh, dòng suối reo êm đềm. Sáng nay đi thiền hành, sương mù còn lòng lành, ríu rít lời chim ca, từng bước trong an lành. Con đường nhiều sen bay, có chim oanh trên cành, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vòng bay xa. Con đường nhiều sen búc, dâng cúng Phật chân thành, tâm là tâm thư thái, đi từng bước an vui. Sáng nay đi thiền hành, hương lòng thiện trung bình, bát ngát rừng phong xanh, dòng suối reo êm đềm. Sáng nay đi thiền hành, sương mù còn lòng lành, ríu rít lời chim ca, từng bước trong an lành. Ríu rít lời chim ca, từng